Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video của dòng phim chiến tranh tổng lực Napoleon. Mình là Chuchu Kotipa và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục cuộc chiến của Vương quốc Anh để đi chinh phục châu Âu. Ở tập trước thì nói chung là mình cũng đã tiến quân cũng khá là nhanh ấy. Bây giờ thì chúng ta đã kiểm soát được toàn bộ nước Pháp. Thế có điều bây giờ thằng đệ của mình, thằng Bỉ, lần đầu tiên đã bị, sau khi giao lại cho thủ đô Paris lại thì nó bị cả Tây Ban Nha, cả Pháp tấn công rồi. Điều đó cũng chả quan trọng gì lắm. Thủ đô Paris. có một cái hạm đội ở dưới này mình cần phải sửa đã. Hạm đội của đô đốc Nelson đây này. Chúng ta cần phải sửa hạm đội này đó. Không đủ tiền thì sửa rồi. Không đủ tiền thì sửa. Rồi ok. Đầu tiên bây giờ thì chúng ta sẽ bảo vệ thằng đồng minh của chúng ta, thằng chư hầu chúng ta là Bỉ đó. Mình đang đưa các quân đoàn chúng ta sang với nó. Và chúng ta phải đưa các quân đoàn chúng ta sang đây để phòng thủ. Forward! March! Yes. Immediately. Tạm thời chúng ta vẫn hồi quân nữa. Quân của chúng ta hiện tại vẫn thương khá là nặng. Đang muốn chờ cái đội cận vệ Crochin. Chưa có 9 lượt nữa chúng ta mới có thể tuyển được. Mình muốn thay cái bộ máy lãnh đạo này lắm rồi đấy. Lại thêm thằng này nữa này. Học cái skill này nữa. Cho tổng tuyển cử trên cả nước để thay bộ máy mới nhỉ. Chết rồi. Thằng Phổ đang bị thằng Nga tấn công rồi. Nga một thế lực mạnh rồi. Phổ bây giờ thì cũng phải chờ thôi. Anh không phải giải quyết xong thằng Pháp đã. Không giải quyết được thằng Pháp thì sao mà tiến tiếp được rồi. Pháp và Tây Ban Nha rồi. Chí chúng ta có thể tấn công luôn Phổ. Bởi vì kẻ thù chúng ta là Đan Mạch phía Bắc, nó lại đang đồng minh với Phổ. Mà mình phải giải quyết Pháp và Tây Ban Nha trước đã. Đấy, Tây Ban Nha bắt đầu có. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Mình cần thêm có một cái gì nhỉ? Cái công trình nghiên cứu khoa học nữa. Waiting for orders. Sir. Anything more? Lord. Waiting for orders. Tiến sát cho nơi chuẩn bị tấn công vào đất. Happy Nuts. Cái này nó không tăng hồi quân. Make ready. More orders. Immediately. Cuộc chiến với người Pháp ở đây sẽ là một vấn đề rất là lớn này. Một lần nữa Napoleon sẽ lại phải đối đầu với Wellington. Nhưng mà mình sẽ chia lực lượng của nó ra đã.
Chiến tranh là không thể vội vàng. Hai bộ trưởng quan trọng nhất là bộ trưởng lục quân và bộ trưởng hải quân đều không được 3-4 sao trở lên. Kinh tế của mình khó lắm. Ây da, ta phải cử hạm đội đi nhỉ, áo. Phía Bắc mình có một hạm đội tương tương mà nhỉ. Thì cần cũng có thể giải quyết được nhiều việc. Áo và Tây Ban Nha chiến tranh với nhau à? À kệ sơ chứ mày luôn. Arthur Wesley Wellington được cái skill ngon nhất luôn của bất kỳ tướng nào. Đây rồi. Đây. Cộng 10 morale nữa. Kinh không? Morale 20. Người Pháp đóng quân ở đây. Ready and awaiting orders. Yes. Chưa hồi hết. Hết. Tối đa chúng ta chỉ có gần đấy đơn vị đặc nhiệm. Quân đoàn này có thể cho cái dạng quân dự bị đi theo để tiếp tế được nhỉ? Thằng áo. Chiến tranh khắp nơi này. Chiến tranh với cả Bồ Đào Nha. Kinh tế lên mạnh ghê nhỉ. Chiếm cái cảng này đi. Không thể nào chiếm thì phải đặt thuyền vào ngay. Cho các cái thuyền nhỏ đi trước. Tiền trạng 9.000. Đấy. Chiếm thêm các cái điểm giao thương là nhiều tiền lắm. Không đùa được. Hải quân Tây Ban Nha bây giờ chỉ còn thế thôi sao? Lần sau Pem là Pháp. Cái gì? Sim hòa bình. Bắt mình chi tiền và công nghệ. Mày nghĩ mày là ai thế? Dám tuyên chiến với anh trước. Thank you.
Ai da. Có một cái thông báo là Tây Ban Nha đã chiến tranh với Italy. Chúng ta sẽ buộc phải theo hay là không? Theo. Đấy. There are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Without further delay. Cái gì phải đến cũng đến rồi. Sir, your order. Raise the flag. Thế quái nào mà chúng nó đông thế nhỉ? Troops, halt. À, nó ambush. Yes, my lord. Nó ambush đây đây quá. Yes. Yes. We can't do that, sir. Nó vẫn mình còn không chạy sang được vậy. Không ăn được. Quá đông. Draw back. Troops, halt. Yes, sir. Yes, kéo để cho hai thằng sang hướng bên này à? Giải quyết từng bọn một à? Một tấn công này không ổn. Your Majesty. Not possible, sir. Your humble, sir. Any further orders? March! Vấn đề bây giờ thằng Tây Ban Nha nữa đây. Đã được ông Tây Ban Nha nữa à? Mày ra đánh nhau với đệ của anh à? Ai ra đánh nhau với quân đoàn của hạm đội của đô đốc Nelson nữa nào? Jean Pranta. Chiếm được Jean Pranta nữa thì là một câu chuyện chúng ta đã khôi phục. Thì mình sẽ khôi phục lại lãnh thổ ủy nhiệm của mình. Đây. Cho nó chiếc chiến hạm này xuống nữa. Phòng thủ bên dưới này. Thế bác có chiến hạm này là được rồi. Mình không bảo nó nâng cấp cái gì nhỉ? Chờ tiền để nâng cấp cái gì, quên mất rồi. Chiếm vào hết các cái điểm thương cảm dưới này thì cũng ngọt đấy. Chắc là kinh tế của mình sẽ khá hơn. Dù sao bây giờ có hơn 7.000. Hai thằng đệ của mình cuối cùng cũng bị chiến tranh rồi. Thằng Tây Ban Nha tiến vào đây được à? Ai dà. Ây da, thằng Nga tấn công sang rất mạnh sang đất của thằng Phổ rồi. Phổ đang mất rất nhiều đất rồi. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Mày lại cử quân ra đây. Mày chạy đi đâu? Bắt sống cho anh. Có thể là sau khi mà chúng ta có được cái đội cận vệ Crouchin, có thể mình sẽ làm cách mạng để lật đổ cái chính quyền này đi, thay bằng một cái chính quyền cộng hòa. Mình cũng không thích cái chính quyền này lắm rồi.
nền dân chủ không phải là sở thích của mình. Ready and waiting for all. For crown and country. Anything more? Your humble servant. Can't do that, General. Nền dân chủ chưa bao giờ là ý sở thích của mình. Ở đây có đội bắn tỉa à? Mấy lượt nữa nhỉ? Mấy lượt nữa thì mua được. 5 lượt nữa mua được đội cận vệ Chrome Shield. Thời gian chơi nhanh quá. Nước Nga mạnh quá. Nước Nga nó đã tiến quân, nó đánh thằng bắt mình chi 9.000 nữa. Thằng này nó bị ảo tưởng sức mạnh à? Ủa, cái vùng đất của thằng Áo này bây giờ thằng nào chiếm đây? Thằng Bỉ nó cay mũi rồi, nó đang cử hải quân xuống phía nam này, quánh nhau với hải quân Pháp và Tây Ban Nha này. Đấy. Mày. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Mày chui vào thành à? Hèn thế. Hải quân Tây Ban Nha, à hải quân của Italia cũng bắt đầu phát triển rồi. Kinh không? Bọn này bây giờ nó đệ mình. Ôi, kinh tế của chúng nó đang bị giảm rất mạnh. Rồi, chứ nó có công nghệ thì nó mới lên được hả? Cái này quân nó đông này, đánh... đánh quá thì bây giờ. Troops, forward! Mày hướng này. Prepare for battle! A source of tall timber is essential for building and maintaining a navy, and your nation is blessed with all the resources. Developing your timber production capabilities will also provide a valuable source of income from those nations without their own support. Cộng hòa thụy sĩ đã được khôi phục. Men, forward! Your Majesty. Dứt điểm lên thằng này cho anh. Immediately. Yes. Attrition is the loss of troops from a unit due to desertion, disease, etc. The unit will suffer attrition if it ends its term in the field during the winter months or in desert conditions. Armies native to regions in the far north or in deserts are immune from attrition when located in those regions. Chị nói nhiều quá. Diệt lốt thằng Pháp á. Tính sau. Ồ.
Aye, sir. Officer on deck. Officer on deck. Bốn cái nó vào một phát này nó nhanh thật. Kinh tế mình lên nhanh rồi. Trời ơi. Là cách mạng thay màu cờ phát ạ. Ready for audit. Tây Ban Nha đang chiếm phía Nam này ghê quá nhỉ. Bọn Italia này thì lại đang chưa điều quân sang bên đấy. Đóng quân ở đây làm cái gì? Chứ nó đánh này đâu? Xin hòa bình và chuyển cho chúng ta một cái công nghệ gì đó. Cũng để lấy tí công nghệ của nó đã. Hạm đội của Nga định sang đất của mình à? Muộn rồi. There are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Sư đoàn dự bị. Setting up camp. Make ready. Quân đoàn này là quân đoàn phòng thủ ở đây. Hồi quân với tốc độ này thì đi mất giờ mới đầy được. Ready and awaiting orders. Chắc phải mua thêm mấy cái thuyền nữa. Hạm đội thằng Tây Ban Nha đóng ở trong nhà, không chui ra ngoài. 8.400 tiền lên nhanh thế nhỉ? Tám ngàn tám à? Các cái cảng phương Nam giàu có thật. Yes, Your Majesty. Ship's orders, Captain. Này nó giảm 10% upkeep cho hải quân cơ mà. Hớm phết đi đùa đâu. Thế nhưng được khá tiền đấy, bởi vì bây giờ mình rất nhiều thuyền chiến và thuyền buôn. Phải quyết lốt tàu phát đã. Người Nga bắt đầu đưa thuyền sang đưa sang phía Nam, nó cũng có hạm đội kìa. Về lý thuyết thì bây giờ thằng Pháp nó cũng đâu có chiến tranh được với thằng đệ của mình đâu, bởi vì nó đâu còn biên giới nữa.
John Moore bị học cái skill này á. Chúng ta phải lót lại rồi, cái skill này toàn lao lắm. Tại sao nó cái skill này nhỉ? Skill trừ một chỉ huy của kỵ binh. Hầu hết tướng Anh đều bị cái skill này. Ý nó bảo là người Anh không giỏi cưỡi ngựa. Thằng Phổ nó cũng đã tái chiếm lại được lãnh thổ nó rồi kìa. Lại bị Nga chiếm. Ồ. Có vẻ chiến tranh phía bên đấy cũng căng kìa. Định đánh chiếm lại thủ đô Paris à? Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Troops, forward! Yes, sir. Hold! Cho quân đoàn bảo vệ Paris sập bây giờ. Ghê thật. Ta cử một quân đoàn sang để tấn công Paris này. Ngày xưa mẹ vua. Thế đầy đủ tất cả các hạng mục. Úi giời ơi, chiếm thêm được các thương cảng phương Nam nữa thì lại giàu. Bỉ. Bỉ ơi là bỉ. Quân đoàn tướng Wellington này. Cho mấy thằng này sang sông đi nhỉ? Để đây làm gì? Thằng này nó bảo mình chiến tranh với Pháp để nó giao lại vùng Crevermark cho chúng ta. Ô tuyệt vời, chúng ta đang cần cái vùng đó. Được. Mình đang cần cái vùng Crevermark này. Thêm cái vùng này nữa là chúng ta có một cái vùng đệm rất là an toàn.
Bọn này nó bán đất bán biển cho mình rồi. Thế tuyệt chứ. À nó đang đưa quân về bảo vệ Paris rồi, tốt. Tây Ban Nha lại cử các quân đoàn lên kìa. Quân Tây Ban Nha có vẻ cũng đông. Xong. Tây Ban Nha đang phản công rất mạnh và bây giờ mình còn không biết đâu là đất của mình, đâu của đất của Trinh Hầu nữa, bởi vì là màu giống nhau. Mắt. Vùng này khá giàu có đấy. Nó không có nhiều ý nghĩa lắm về mặt chiến lược thôi. Người Đức Napoleon. Napoleon bị chết kẹt ở đây à? Napoleon. Yes. Immediately. Lord. March. Your orders, Your Majesty. Napoleon bị chết kẹt ở đấy. More orders. Gathering supplies. Sir. Bảo vệ Paris. Mà kinh tế của mình mạnh rồi, có thể mình sẽ tuyển trong quân đoàn này nó phun lên được. Bây giờ mỗi lượt mình kiếm được mười mấy nghìn cơ mà. Thằng Tây Ban Nha nó không dám chui hạm đội của nó ra ngoài nhỉ. Fleet ready. Hôm nay bây giờ thành đất của quân nổi dậy rồi à? Đánh chiếm nốt thằng Áo rồi. Mình còn hai cái đang chiếm tiếp hai cái điểm giao thương phía nam thôi, chưa full được. Cứ bình tĩnh. Một căn cứ hải quân ở phương bắc và một căn cứ hải quân ở phương nam là quá ổn rồi. Rồi người Nga đang tiến quân rất mạnh. Ba Lan đã bị chinh phục. Một nửa thế giới thuộc đất của người Nga rồi kìa. Mình rất muốn thằng nó bán cho mình đốt vùng Hanover nữa. Cần vùng Hanover đó. There are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas. Tây Ban Nha chiếm được thủ đô nước Pháp rồi kìa. Prepare for battle, sir. Your orders. Begin siege. Mình đến chậm một bước, nhưng mà chả sao cả. Lằng ngoằng anh khôi phục luôn nữa. The swine rot in the sty. Huzzah! Huzzah! 17.000 đấy. Tiền đấy. Zone more. Ready and awaiting orders. Tại sao mình không chiếm cái vùng này nhỉ? Chiếm gì nhỉ? Của cái này chiếm thì nó cũng khó, giữ nó cũng rất là khó. Đau đầu nhất là cái vấn đề mình không giữ được, nổi loạn liên tục.
Siege them! Siege broken! Your Majesty? Your Majesty. Undaunted, undefeated. Chin Master, ai già rồi, tiếng Juno lên 7 sao rồi. Mình sẽ trao vùng này lại cho thằng Thụy Sĩ. Thằng này bây giờ là không chiến tranh với ai. Và nó cũng không có đường giao thương. Bọn kia đều có cả giao thương rồi, thằng này chưa có. Ơ, nó có cái cả ở đây cơ mà nhỉ? Tại sao lại chưa chui được? À, cả hải quân rồi. Sao được? Chiếm đốt mấy cái vùng bên dưới này giao lại cho thằng Thụy Sĩ. Để nó có một cái cảng biển để nó giao thương. Còn Tây Ban Nha thì có cả cảng quân sự lẫn cảng ấy rồi. Rồi, đóng quân đây để hỗ trợ nó một chút xíu. Còn Wellington. Thằng ngang hố thằng Nikolai nhai dép sốt này. À, mình đang hòa bình với thằng Nga. Sớm hay muộn thằng Phổ nó cũng sẽ đề nghị mình tham chiến. Your Majesty. Ai chà. Phá phản lực à? Mình phải chắc là mình cần phá có phá phản lực nhỉ? Thế thì mình đâu có dùng đâu. Đánh bằng phá phản lực thì nó nhàn lắm. Bây giờ nó sẽ đóng góp cho mình bao nhiêu? Chưa, lần sau nó mới tăng tiền được. March, making camp. I'm alive. March. Ám sát luôn cái thằng tướng to to của nó. Xong, còn lại chỉ là gián điệp của quân Bỉ. Bỉ nó là đồng minh của mình. Pháp đã hết các cái nhà chỉ trị. Ready and awaiting orders. Forward, march. Thế lực của người Anh. Bán nốt Hanover cho anh thôi. Chờ đợi gì nữa. Tầm này liêm sỉ gì nữa hả Đức. Không, thằng Nga nó tràn vào đến tận Berlin của mày bây giờ đấy.
Còn Tây Ban Nha cũng không quá mạnh mà mình phải sợ. Tây Ban Nha không quá mạnh. Ballots. Đội tuyển buồn liên tục ra này. Tình thế rất tốt. Có mấy cái mỏ trên này nhỉ? Có đến mấy cái mỏ trên này liền. Ai chả sắp phun rồi. Di chuyển thần dần. Tây Ban Nha thì không dám làm gì nữa. Chưa dò được đường. Phải đi dò đường nữa. Seeking cover. Your Majesty. Ready and awaiting orders. Ê, rút quân về đây. Rút quân về, rút quân về. Không hồi được quân nó là một vấn đề lớn nhỉ. Đội súng trường bắn tỉa này của mình số lượng ít mà. À đây rồi. Vệ Croatian hết rồi. Hết rồi, toàn những đơn vị lính thiện chiến nhất của nước Anh rồi. Sao? Làm đảo chính phát đã. Ta làm cách bạn đảo chính như lật đổ chính quyền. Ôi chết rồi, mình mua bao nhiêu lượt nhỉ? 4 lượt thì có xong rồi. Nghe có vẻ không ổn lắm nhỉ. Từ từ đã. Chưa phải lúc để đảo chính. Để mua mấy vị quân này đã. Bình tĩnh. Hơi nóng vội. Rồi. Đảo cái gì mà đảo. Kinh nhỉ, thằng Nga tiến nhanh thế. Assad Berlin ở nơi. Có một điều lạ là bọn chư hầu nó quản các cái thành nổi tiếng này nó không bị nổi loạn mấy đâu. Nhưng mà chả hiểu sao mình nó cho đi quản lý là loạn sinh động hết cả lên.
Thế nó cứ đau đầu. Chưa có tiền để sửa chữa à? Có vẻ như mình chơi cho nó hết chứ công nghệ rồi đó. Thằng này giao thuê nó cả Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ, Italia. Ăn đâu nhỉ? Ăn thoải mái. Mình nghĩ mình ép nó đầu hàng thì tốt hơn. Chiếm để hồi ít quân ạ. Your orders, Your Majesty. Harvesting supplies. Oh. In position. Orders. Vì căn bản thì mình nghĩ là bọn này nó chưa thể tấn công ai vào đây được. Chiếm cái vùng này à. Đây này, Barcelona mình có một cái điểm để nghiên cứu công nghệ. Bọn này thì chắc là chưa đánh được ai đâu. Sẽ tập trung quân ra đây đánh mà chắc là chưa đánh được ngay Wellington. Your orders, Your Majesty. Quái phát đấy nhỉ, chắc cờ. Your Majesty. Thằng này nó cử ra nữa. Bọn này thì chưa tới. The Lord. Onwards. Thôi đứng đây. Xem bọn Tây Ban Nha nó có muốn đánh nhau mình. Bỉ bây giờ lại rút về phía Bắc hết rồi. Không dám tấn công mình. Không dám tấn công Wellington. Toán học một cái skill trừ một này. Bực mình ghê. 16.000. Kinh tế lên rất mạnh. Làm đảo chính quân sự bây giờ được chưa? Triumphant. Anything more?
Đừng nó mò mẫm sang đất của anh. Để cho thằng này xuống đây do thám cái vùng. As you wish. Cố gắng để hồi cái quân. Giao cho thằng chư hầu luôn bây giờ thì mình lại không hồi được quân. Vùng này giàu có nhờ, có cả mỏ vàng cả ngân hàng này. Bỉ và Tây và Italia lột tiền cho mình khá nhiều ấy. Ready for orders. Tấn công qua Pháp rồi. Thành trì cuối cùng người Pháp ở trên đất liền. Thứ nào mình nhỉ, bị học cái skill xấu nhỉ? Cái này giảm dư trừ khả năng chỉ huy cái binh, điên thật. Không có hạm đội nào dám ra đây chiêu chiến mình. Có hai tướng thôi, tướng John Moore và tướng chiếm lại Trin Bantra. Cái thằng Italia này phía bên kia nó đang chiến tranh thì nó không kéo quân sang, nó đứng phủ hết ở cái vùng bên này lắm. Chiếm được Tây Ban Nha thì ngọt. Tây Ban Nha nó rút dần quân về rồi à? Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Con chim ra giữa biển này thì ai đưa mày vào bờ? Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Chuẩn bị cho Wellington tấn công cái thành phố Barcelona của họ.
xuống rồi. Hùng quân đi sang một tấn công sang bên này. Thủ đô Paris vẫn chìm trong khói lửa. Ai ôi, nó rank cao thế. Trận này đã ăn được không nhỉ? Hay là SML? Siege works underway. Rank nó cao thế này khó ăn đấy. Có một khẩu pháo 600. Cũng phải ăn thôi. Mấy cái tướng này chưa luyện cấp thì chắc là hơi yếu, không biết liệu có ăn được quân Pháp là rank cao cái kia không. Mình là hơi băn khoăn. Xem chủ yếu xem quân nó bố trí nào. Some units are masters of concealment and can make themselves almost invisible in any terrain. Try putting these troops off to the side of your main force where the enemy may well not notice them. They can launch a surprise flank attack once the battle has begun. Chúng ta có một cái điểm đồi ở đây. Đúng hơn là mình chẳng có một cái điểm cao là phá kệ. Một cái nhà ở đây. Này co khó rồi. Chưa luyện được cấp cho mấy ông tướng này. Không có thời gian để luyện đánh nhau. Té tua. Tướng rank thấp thì không khó đánh nhau. Biết làm thế nào bây giờ. Với bên này thì nó có phép trọng pháo, có hiểu là nó xa. Chỗ này mà mình đứng ở chỗ này là mình dễ bị ăn pháo của nó đã cho to đầu luôn. Thôi rồi, từ từ rồi. Là quân ở tầm này ha. Sau đó mình bắt đầu di chuyển để bắt nó phải di chuyển theo. Khi nó di chuyển thì chúng ta mới có thể không bị pháo tấn công được. Còn nếu mà pháo nó đang ở chế độ bắn và mình di chuyển, thương vong nặng nề đấy. Đầu tiên là phải tấn công. One or more units in your army has extra abilities. Upon selecting a unit with such abilities, the red unit abilities buttons will appear on the right of the battle control panel. Use them to turn specific formations, skills, and shot types on and off. Biết ngay bắn toàn chúng mà đổi. Đúng rồi, bắt chúng nó phải di chuyển. Nó đông kỵ binh lắm, tạm thời chưa thể liều được. Chưa thể liều được. Chuyển tiếp để bắt nó phải di chuyển nào.
làm nào đó để quân đội của nó phải rối loạn. Phía bên này kỵ binh của nó đang bị tàn sát sát khá mạnh, chết khá nhiều đấy. Úi dồi ôi. Chỗ này có cái sườn đồi và có cả rừng cây đấy. Liên tục di chuyển. Bật pháo lên trên này đi. Đây có thể là đây, đúng chỗ này luôn, rất đẹp. Cái binh của nó đến kìa. Light infantry. Mình cho kỵ binh lên bây giờ dễ bị kỵ binh nó đập lại lắm. Từ kỵ binh Anh thì đừng có ra xu chiến với kỵ binh của Pháp. Rồi lên đây, đúng điểm cao này xem. Biết là đây. Đây. Đúng rồi, chỗ này. Trời ơi, đội kỵ binh của nó. À, pháo à? Pháo chứ không phải kỵ binh à? Pháo à? Đây rồi. Cái bên này chiếm cái cánh rừng bên này là đẹp nhất. Mấy thanh niên này chạy chậm đấy. Quân nó mạnh lắm chứ đùa đâu, nó rank cao mình.
Men are fatigued, sir, and must rest a while. Cái này chúng có mình đấy. Ok. Pháo của chúng ta đang không hỗ trợ được bộ binh. Ở đây ôi lùi lại. Quân bên này bây giờ mình phải lượng vị trí á để cho pháo binh nó có thể yểm trợ được. Quân nó mạnh hơn mình mà đâu có đùa được. Danh bất cứ chuyện. Nhanh ra đây để lập đội hình một cỡ mà. Ai rồi, quá tầm xa của nó bắt đầu bắn rồi.
lùi lại tí xíu. Mình phải tiến lên hơi vất đấy. Phòng thủ cánh rừng thì dễ hơn. Thế thì mình đang thấp lắm, nên là hỗ trợ cho bộ binh không được mạnh. Tinh thần liên tục. Úi xùi ôi, úi xùi ôi, pháo tuyệt thế. Úi rồi ôi, đúng rồi. Bắn cái này chỉ muốn thấm mòn. Rồi, tôi đang giữ khẩu cuốn ở đây đấy. Giữ khẩu cuốn ở đây. Đúng rồi, úi xùi ôi, pháo. Glorious victory, sir, is soon to be yours. Đúng rồi. Chuyển hướng qua đây đi. Nhanh còn kịp. Trời ơi, úi xồi, pháo nó lá nhau, úi xồi ơi. Chết không đủ rồi. Chết rất nhiều luôn rồi. Wow. Ôi, cận chiến rồi à? Úi xồi, chỗ này bị pháo nó lá cho chạy hết rồi. Đùa đó, tinh thần của nó vẫn cao lắm. Đúng vào các trận vòng vây mà. Rồi, người Pháp đã chạy, người Pháp đã bỏ chạy. Infantry. Sir. Nó chết rồi. Chạy hết. Wow. Bắt luôn một pháo rất là xong. Heroic Victory cả. Quân nó toàn 4 rank, 3 rank, quân của mình toàn rank cùi. Victory ours. Nói chiến đi. Giờ này tiền nhiều, không cần. À đó, Alexander Campbell lên một. Alexander Campbell. Napoleon đến đây à? Lên một skill. Nước Pháp là ta là nước Pháp. March! By the left, march! Tình thế của mình khởi sắc cái là mình đã thể tuyển. Chỗ này là à, đây là quân đoàn dự bị. Là tại sao tự dưng lại mất quân? Lượt tiếp theo sẽ đánh Napoleon à? Ồ, đánh nhau với Napoleon thì hơi vất đấy. Làm như nào đây? Nó xin hòa bình à? Ờ, cho máy bay về nước luôn. Ừ,
Napoleon về trở về đảo Cóc rồi. Đây à, Napoleon ra đảo rồi. Tốt rồi. Mở tuyến đường này sang đảo núi ra đây cho thằng à. Nhưng mà mình chưa đủ quân. Con ông bỉ ấy chứ. Anything else? Kinh, nó kéo lắm quân này, mình đánh thế nào được? The ruling classes have written a letter of demands to your national leader, as they are unhappy with the current government. Failure to comply will lead to an organized rebellion against you. Acquiescence at this stage could lead to further demands. Where exactly will you draw the line? Napoleon ở trên đảo. Được rồi, cứ đứng đây đi. Úi dồi, vẫn chưa sửa được à? Italy bị giảm tiền nhiều thế nhỉ? Yes, my lord. They are trapped. Chiếm phát. Đây có một cái công trình nghiên cứu khoa học mà. Troops, forward. Cái cục Việt Nam này có khi mình chẳng cần phải giao cho thằng nào đâu, mình sẽ kiểm soát luôn. Bởi vì mình cũng đang thiếu công trình hay nhiều. Chiếm luôn cục Tây Ban Nha này. Đó là cái vùng nhiệm vụ mình phải chiếm mà, đây rồi. Chiếm Tây Ban Nha nữa. Sau đó tiến lên phía Bắc, đánh chiếm Thụy Sĩ. À, đánh Đan Mạch. Là easy, xong. Ơ, bọn này nó không cho quân đoàn bảo vệ thủ đô à? Xếp phát. Nếu chẳng may chết toi. Đốt nhà nó rồi. Hay quá. Hay quá. Đốt nhà cho nó không rẻ quân. Nó cử lắm quân đây quá. Mà bây giờ tình hình kinh tế mình khá mà mình tuyển vài quân đoàn đi đánh nhau chơi nhỉ. Đây. Đây rồi. Có thể là mình sẽ hơi liều một tí khi mình quyết định làm cách mạng đi. Thử xem có thể thêm được cái đội vệ binh Cộng Hòa không? Mình chỉ sợ là có khi mình làm cách mạng xong mình mất, mình chưa bao giờ mình thử. Bây giờ mình phải thử tăng thuế tất cả lên. Cái vùng này miễn thuế. Sao có những vùng vẫn còn vàng nhỉ? Cái vùng này nó có quân đóng đồn trú đúng không?
Rồi, mình thấy tăng thuế lên tiền vẫn kiếm được nhiều phết đấy. Vẫn được hơn 9.000 một lượt này, chưa bị âm đâu mà. Vì kinh tế của mình nhờ vào giao thương rất là nhiều. Hai lượt nữa. Đội thuyền buôn vẫn đang xuống ẩm ẩm. Tuyệt. Làm cách mạng mình cũng không biết là liệu nó có thành cái gì không. Thay màu cờ thôi. Mình sẽ thay cái gì Vương quốc Anh bằng Cộng hòa Liên hiệp Anh. Cái tên nghe cũng hay nhỉ. Thằng Đức sớm hay muộn nó sẽ đề nghị mình chiến tranh với thằng Nga. Mình sẽ phải đàm phán với nó là lấy cái vùng Hanover. Phải có được Hanover mình mới có đường đi tấn công thằng biển được. Rồi nó rút quân đi thế thì tốt rồi. The ruling classes have written a letter of demands to your national leader as they are unhappy with the current government. Có cái đảng failure to comply will lead to an organized rebellion against you. Acquiescence at this stage could lead to further demands. Where exactly will you draw the line? Aye, aye, Captain. Đầu tiên chúng ta sẽ phá hủy các cái công trình quân sự của nó đi đấy. Đây. Phá hủy các công trình nó phải mất thời gian sửa rất lâu ấy. À. Mày đưa quân sang đây à? Yes, my lord. Your Majesty. Đội là súng trường này của mình bị thương, đổi bằng đội này. À, còn hai đội kia bị thương nhẹ. Ăn được hết. Tây bán nhà này. We shall win. Ấy dồi. Guardian in. Đội cận vệ của nó đấy. Nó có cả đội cận vệ cả. Pháo 600 nhá. Hai tướng liền. Quánh nhau với đội quân mặc váy oanh ấy. Một cái địa hình bằng phẳng như này cơ. Duy nhất có một cái gò đồi ở đây. Phía sau là... Phía sau lưng thì... Và một cái thành phố.
đây à? Duy nhất chỗ này là một cái điểm cao. Nó là điểm cao nên mình thấy nó cũng chả có gì cao lắm. Đâu rồi? Lại cuộc chiến của những chiến binh mặc váy. Những quý bà thì địa ngục lại tiếp tục. Trận này nó có pháo rất to, tính kiểu gì? Tướng này lạ tướng nó trước nó xông lên như đúng rồi nhỉ. Trận chiến như này là không có chỗ để lú mất gì cả, nguy hiểm chết đấy. Thế thì chắc là phải di chuyển thôi. We have killed their general, sir. Ôi trời ơi. Now they must break. Tuyệt thế. Bắn phát chết tướng nó luôn rồi kìa. Mấy thằng này biết bắn ấy. Pháo mình biết bắn. Rồi bây giờ chúng ta phải di chuyển. Khi chúng ta di chuyển thì pháo binh của nó sẽ cũng phải di chuyển để nó không bắn được mình. Mấy thằng Tây Ban Nha. Mấy thằng Tây Ban Nha này. Mấy Tây Ban Nha. Lỗ súng trường bắn tỉa nó này. What the hell? Khóa của nó bắt đầu đặt vị trí rồi. Úi dồi ôi. Pháo yểm trợ thế này để giải quyết ngay cái chuyện bọn này được.
cái khẩu pháo này của nó được. Binh rồi, chuẩn bị lên lên. Hiện tại thì mình chỉ có một cái lợi thế là mình đang nấp trong rừng. Bên này cũng đang bị tấn công. Khôn phết ạ. Watch yourselves. Trời ơi, sao nó bắn rồi, to đầu rồi. Ô. Hạ được cái binh của nó đã. Hạ được cái binh của nó là phát diệt được pháo của nó. Thế bên này chưa ai lên được. Bắn vào đây. Chưa bắn tỉa nó nhưng nó hạ được ạ. Ôi pháo. Giết mấy con ngựa này mà nó đi vậy. Cứ phải hạ mấy con ngựa này vậy. Thì đúng rồi. Đây, chuẩn bị. Tới luôn. Xông vào luôn. Kỵ binh ở Tây Ban Nha anh không sợ đâu. Nhanh, chết hết đi cả. Rút ra, nó lập rồi, hình rỗng rồi kìa. Ôi được rồi, pháo nó hỏng rồi. Pháo nó hỏng rồi thì chuyển sang hình này. Rút ra đây. Được rồi. Mày thích lập đội hình hình rỗng rồi. Thích đội hình hình rỗng rồi. Nhanh lên. Đội hình hộp giống chỉ để chống kỵ binh thôi. Phá rồi. Phá rồi. Ôi bên này xem nào. Nó vòng nặng này. Nhưng mà cũng không lên được. Đành phải chịu. Our
Tây Ban Nha, cái nữ Tây Ban Nha này. Rồi tiến lên, pháo binh thời này nguy hiểm lắm. Ôi, nó cắm trông ở chỗ này à? Được đấy. Tình thế mình giải quyết xong bọn này đã. Mấy con ngựa mình liệu có ăn được không nhỉ? Ăn được nó xong rồi. Ủa, binh của Tây Ban Nha thì em chuyện gì được sao? Mình của nó bắt đầu lên kìa. Nó lên thì mình phá rồi, điểm trợ bộ binh, bắn vào đây. Bộ binh đâu? Tấn công. Ai giả? Hôn hết. Lùi lại. Glorious victory, sir, is soon to be yours. Sợ mẹ đi cho nó. Rồi, vào đây. Nhanh, kẻo nó khép. Chặt vòng vây. À, nó cũng không cần một quân nữa đâu. Rút lại đã. Mấy thằng Tây Ban Nha, mấy thằng Tây Ban Nha. Mấy thằng Tây Ban Nha này, cái bác lại lên và sọc. Bắn nhau bọn này, sọc. Giết ngay mà, chạy tán loạn luôn. Quân Highlander đánh kinh lắm, đánh trận chiến rất tốt. Đặc điểm của người Scotland nó là to cao. Scotland rất to cao.
này. Sư đoàn dự bị này nước nào đủ. Your Majesty. Bind them into the dirt. We are mighty and unbound. Chris Guerrero. Tướng lên được một cấp nữa. Your Majesty. 8 sao rồi kìa. John Moore mình lên tướng 8 sao. Men, forward. Tuyệt. Nâng cấp cái cả này thế này. Kinh tế của mình cũng mạnh. Mình kiểm soát luôn khu phía nam được mà nhỉ. Khu này sau này nếu mà đánh thì có thằng nào nó dám vào đây bang mình. Mà kiểm soát toàn bộ vùng Tây Ban Nha luôn. Hết rồi nhỉ. Nâng cấp hết rồi. Nhìn thế thôi mà ổn rồi đấy. Kiếm được khá nhiều tiền. Vài lượt nữa chúng ta làm cách mạng là chúng ta thành lập cái chính phủ mới. Thành lập một chính phủ mới. Chỗ này nó có đông quân quá. Thằng Italy này nó có chiến tranh thằng Áo nhỉ? Không à? Căng nhỉ? Cho Wellington đánh như thế này thì sợ cho nó phục kích ở đây. Long Hoàng đi vào đây, đi phục kích chứ vợ. Không có à? Thế chắc ăn được. Thôi được, để lượt sau mình sang hỏi thăm. Lượt sau mình sang mình hỏi thăm. Napoleon đang đứng ở bờ biển, ngắm nhìn vào châu Âu. Người Nga chắc cũng không tiến được xa hơn. Ô, nó chiếm được lốt vùng Đông Phổ rồi đâu, Tây Phổ rồi. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trading come later. Có nhiều spy thế nhỉ? Tốt rồi. Mời anh ra khỏi nhà tôi. Đây, đã cử các quân đoàn xuống đây rồi kìa. Quân đoàn của Jumon.
that, General? Lord? Lord! Căng nhất ở đây. Mình bây giờ tính rồi. Đánh súng trường bắn tỉa. Chưa thấy có cách mạng thành công. Chưa báo cách mạng thành công. Crush them utterly. Victory! Forwards! March! Sir, your orders? Make ready! March! Chỗ này thì ở đây được rồi. Bọn này nó không đủ quân để đánh được mà. Đủ khả năng phòng thủ thôi. Tây Ban Nha mình sẽ quan sát được nữa là mình sẽ giải quyết lốt thằng Tây Ban Nha. Mình thích được quân mặc váy ấy. Quân mặc váy đánh nhau hay. Journal. Sĩ khí nó cao. Quánh lì. Tây Ban Nha kia nó vác mấy cái thuyền ra để dọa mình à? Phong tỏa lốt cái cảng này của nó mới được. Đế chế Anh bây giờ nó là thực sự sắp trở thành Cộng hòa Anh rồi, không còn vẻ Vương quốc Anh nữa rồi. Tình hình là Cộng hòa Anh thì biết thế nào đây. Đức bây giờ chỉ lo chống đỡ quân Nga. Nga đã tiến vào Ba Lan rồi. Cái vùng Krevermark này mà mình bán nốt cho thằng Bỉ nữa thì là mình sẽ giáp toàn bộ đất à? Như thế thì có thể mình sẽ mất giao thương với thằng Pháp và thằng Đức mất. Nếu như trường hợp chiến tranh nó thua. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development. Vẫn chưa có nổi loạn xảy ra. Make ready. Forwards. March.
Nhầm. Rats in a cage. Thảo hoa, nó đông thế. Cho lên đây. The swine rotted. Any further orders? The swine này thì áo tu thắng chắc rồi, nhưng mà để mà chắc ăn thì cứ áo xếp lại. Settlement besieged. Raise the flag. Population hero. General infantry. Ready and awaiting orders. Như vậy là mình chỉ còn một, hai skill nữa là chưa lên thôi. Đứa này sắp max skill rồi. Ready and awaiting orders. Any further orders? At the ready. Glorious victory. Immediately. My lord. Tốt. Học cái skill này là tốt rồi. Tốt là học cái skill giảm chỉ huy binh. Ghét thật. Make ready. At the ready. Vẫn chưa nổi loạn à? Đang muốn nước Anh nổi loạn mà nó chưa nổi. Con vãi trưởng nó còn màu vàng, nó còn không lên được loạn được. Không đủ để làm loạn. Nó đau đầu nhỉ? Thủ đô thì lại không bán được. Ready for action. All away. Any orders? On our way, captain. Thủ đô thì không bán được. Thế thì chúng ta không làm đảo chính được rồi. Ai ai. Mình muốn làm đảo chính thì không được. Chị A nó cao quá, không thể đảo chính được. Thế mắc vào thuế mà không đảo chính được. Tiền thế nhỉ? Thôi vậy, chúng ta lại sử dụng quân cờ của Liên Hiệp Anh thôi. Cờ của Liên Hiệp Anh vậy. You're humble, sir. At your service. What do you require? No one will know. Seeking cover. Your Majesty. Có 4 spy điểm nữa cả. Chắc phải cho nó đi làm cái gì chứ nhỉ? Make ready. We'll be there, Gray. Tây Ban Nha, Tây Ban Nha bây giờ sắp hẹo à. Là cử cái đội thuyền xuống. Mình không cần phải đánh thằng Nga. Nhiệm vụ của mình đâu cần phải đánh Nga đâu. Chiến tranh gì đây đấy?
Bây giờ mà thằng Nga nó chiếm nốt cái cảng còn lại ở thằng thằng phổ với là phổ án, nhưng mà nó vẫn còn có cái vùng viên áo, có cảng biển vẫn chơi được, chưa đứt hoàn toàn đường giao thương. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Yes, my lord. Sếp phải phát. Executive action initiated. Your Majesty, orders. Troops, ready for orders. At the ready. More orders. At the ready. Waiting yes, for orders. Hunt them down. Xin chào. Victory is ours. Mày. March. Tướng Xuân Mộc rồi. Nó hết quân rồi nhỉ? Đâu là cái đội quân mà mình đang cử xuống thì tiếp viện đâu nhỉ? Không phải. Ai nhỏ ơi, nâng cấp cảng biển tốn tiền thế cả. Đây. Đỗ quân mạnh nhất đây à? Hotswo, Lanwo. Và đội cận vệ Kroshim. Không nổi loạn được với bực chứ. Bây giờ không thể làm cách bạn nữa rồi. Tây Ban Nha chỉ còn một mảnh đất nhỏ. Orders. Cái gì anh nhỉ? Xem là đúng không? Chiến tranh Tây Ban Nha. Cứ giải quyết Tây Ban Nha đã, thứ khác tính sau. Ôi dồi ôi. Hòa bình nhé. Không thể có hòa bình được. Kinh tế của mình tăng dần lần lượt. Captain. Any orders? Ship's orders, Captain.
Make ready. Fleet ready. Nói auto trận này mình mất cái thuyền ấy. Quên mất, đáng nhẽ đi diệt mấy thằng thuyền con này không cần mang thêm thuyền pháo theo, chỉ cần mang thuyền chiến tuyến là được. Auto là mình mất thuyền. Hải quân của mình bây giờ là thống trị biển cả rồi. Cả hạm đội của Pháp lẫn hạm đội của Anh của Tây Ban Nha đều bị hủy diệt. Khổ thân bị bắn tối hụi này. Bắt được luôn đấy. Khỏi cần bắt. Thuyền cùi bắt làm gì. Khóa cái cảng này của nó đó. Cho phải đẩy thuyền. Nên là xong. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.